đến với đội hình xuất sắc nhất, huyền thoại nhất, yêu thích nhất của Thanh Hùng? Vị trí thủ môn đầu tiên sẽ là Gigi Buffon. Anh này chụp rất là ổn định, chụp tới năm 40-41 tuổi gì luôn á. Trung vệ thì mình sẽ chọn là Paolo Maldini và Sergio Ramos. Maldini là huyền thoại của AC Milan và tuyển Ý. Phong cách thi đấu cũng lãng tử, những pha mà chùi xoạc bóng rất là chính xác. Ramos thì sẽ hơi đối lập một chút, thì lối đá sẽ quyết liệt hơn, xông xáo hơn và nhiều tiểu xảo hơn. Ở cánh trái mình sẽ chọn Roberto Carlos. Anh này có tốc độ, sức mạnh, số xa cũng tốt, lên công về thủ bên Mỹ. Cánh đối diện là hậu vệ cánh phải là mình sẽ chọn Dani Alves. Hậu vệ cánh phải này người Brazil thì kỹ thuật rất là tốt, nói chung là vừa kiến tạo vừa phối hợp mà vừa tấn công tạt cánh rất là tốt. Sẽ lấy 3 tiền vệ hay là 4 tiền vệ? Mình sẽ lấy 3 tiền vệ, mà đội hình này là mình cho tấn công hết luôn, không cần phòng thủ. Hai tiền vệ giữa sẽ là Ronaldinho và Zidane, hai siêu kỹ thuật, một người là Mỹ Latin, có những điều nhảy samba, đùa giỡn với trái bóng, làm siết, làm ảo thuật với trái bóng. Còn một người là thuộc trường chấp phá châu Âu, nhưng mà cũng là siêu kỹ thuật, đá banh rất là mềm mại nha. Người ảnh lúc nào cũng thả lỏng, rất khó lấy banh của được Zidane. Nói chung đội hình này là nó giữ banh từ đầu đến cuối luôn, áp đặt chơi luôn chứ không có lo phòng thủ nữa. Tiền vệ thứ ba là một người này sẽ đứng sau hậu công, đó là Messi. Messi thì khả năng mà đột phá trước vòng 16 đến mấy năm 10 cũng rất là tốt. Khả năng mà truyền chọc khe của Messi cũng rất là tốt, mình cho Messi đá hậu công luôn. Và vị trí cuối cùng tiền đạo cắm sẽ là Rondo da Lima, số 9 hay nhất mọi thời đại luôn rồi. Bây giờ tìm một mẫu số 9 như Rondo da Lima rất là khó, đảo chân qua người, đột biến. Mình thấy rất ít là cái tiền đạo mà dễ banh qua được thủ môn. Tiền đạo cánh phải mình sẽ xếp Maradona. Thế hệ của mình là không được xem Maradona thi đấu nhiều, nhưng mà hầu như là không được xem luôn, chỉ là xem highlight này thôi. Với những kỹ thuật và với những cái danh hiệu mà Maradona đem về cho đội tuyển Argentina và trong suốt quá trình thi đấu của Maradona thì cũng rất là ấn tượng. Mặc dù xem những cái highlight thôi nhưng mà thấy kỹ thuật anh này cũng rất là thượng thừa. Vị trí cuối cùng cũng là một cây săn bàn thường hạng, đó là Cristiano Ronaldo. Kỹ thuật, sức mạnh, đánh đầu, chọn vị trí, sút xa, đá phạt khá là linh hoạt. Cái vị trí mà tiền đạo cánh trái là không ai có thể làm tốt nhất bằng Ronaldo. Vận hành đội hình này thì một huấn luyện viên hay một lối chơi nào sẽ ok nhất? Huấn luyện viên cho đội hình này mình nghĩ là Pep Guardiola. Tại vì huấn luyện viên này thường áp đặt lối chơi, kiểm soát banh từ đầu tới cuối, giống như là hiện tại áp dụng cho Man City hay là trước đây là Bayern Munich hay là Barcelona, thì mình nghĩ là Pep Guardiola là hợp lý nhất.